báo Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tranh cãi gay gắt, không biết rút lui bằng cách nào ở Adipka. Nga bắn hạ 5 UAV Ukraine gần Moscow Ukraine bắn hạ 3 máy bay siêu thanh Su-34 của Nga Quân đội Israel mở rộng các cuộc tấn công trên bộ tại Gaza Mỹ cáo buộc Iran liên quan các vụ tấn công trên Biển Đỏ Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tờ EuroAsia Daily của Nga dẫn một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, tình thế khó khăn và khả năng rút lui của lực lượng vũ trang Ukraine ở Adipka đã trở thành chủ đề tranh luận gay gắt tại Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Nguồn tin trong cuộc cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự của Kiev đã bỏ lỡ cơ hội rút quân khỏi Adipka mà không bị tổn thất lớn. Cuộc tiến công đồng thời của Nga ở hai sườn phía Bắc và phía Nam vòng vây Adipka đã tạo ra một tình thế cực kỳ khó khăn. Giờ đây, bất cứ sự rút lui nào của Ukraine cũng sẽ biến nơi này thành một cỗ máy xay thịt với thương vong lớn. Nguồn tin khẳng định, Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội rút quân khỏi Adipka. Giờ đây, bất cứ cuộc rút quân nào cũng sẽ biến nơi này thành cỗ máy xay thịt với thương vong nặng nề. Mọi con đường từ thành phố đều nằm dưới hỏa lực pháo binh của địch Nga và hàng chục chiếc UAV liên tục bay lượn phía trên thành phố. Theo tạp chí Newsweek Mỹ, Nga đang tìm cách thắt nút thòng lọng xung quanh Adipka, đặt các tuyến đường tiếp cận phía Tây với thành phố dưới sự kiểm soát hỏa lực, đồng thời ngăn chặn quân tiếp viện cho Kiev. Tạp chí Mỹ cho rằng, các lực lượng Nga đã sử dụng cách tiếp cận tương tự khi giành quyền kiểm soát Bakhmut vào đầu năm nay. Hãng thông tấn Union Ukraina, trước đó cho biết tình hình xung quanh Adipka đang nóng lên rất nhanh. Nga đang nhanh chóng tập kết lực lượng dự bị để tiến hành nỗ lực tiếp theo nhằm bẻ gãy phòng tuyến của Ukraine tại đây, nâng tổng quân số dành cho mặt trận Adipka lên 60.000 binh sĩ. Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng phòng không nước này đã chặn 10 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó có 5 UAV ở phía nam thủ đô Moscow trong khoảng thời gian chưa đầy 1 giờ đồng hồ trong ngày 22 tháng 12 bộ quốc phòng nga cho biết bốn chiếc máy bay không người lái đã bị chặn trên bầu trời thành phố kaluga và chiếc thứ năm đã bị phá hủy bên trong vùng thủ đô moscow đề cập đến vụ sau thị trưởng moscow sergei Sobyanin, cho biết các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi ở thành phố bodosk song không gây ra thiệt hại về người và của trong khi đó năm chiếc máy bay không người lái còn lại đã bị chặn ở các khu vực biên giới Hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow đã giảm bớt kể từ mùa hè. Thời điểm chúng liên tục tấn công vào một quận thương mại của thủ đô và khiến sân bay thường xuyên phải đóng cửa. Vào tháng 5, hai máy bay không người lái đã phát nổ trên nóc một tòa nhà ở Điện Kremlin nhưng không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào. Tư lệnh lực lượng không quân Ukraine, Trung tướng Mykola Olechuk thông báo rằng lực lượng phòng vệ Ukraine bắn hạ 3 máy bay siêu thanh Su-34 của Nga ở khu vực tác chiến phía Nam. Không quân Ukraine cũng tuyên bố bắn hạ 24 trên 28 UAV Sahet mà Nga phóng vào nhiều khu vực khác nhau trên lãnh thổ Ukraine. Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, trong ngày 22 tháng 12, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi hơn 50 đợt tấn công của quân đội Nga trên các mặt trận. Riêng ở tàn ngạn sông Dnieper, tỉnh Kherson, lực lượng Ukraine đẩy lùi 17 cuộc tấn công của Nga và gây tổn thất đáng kể cho đối phương. Ukraine cũng cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã tấn công 12 khu vực tập trung nhân lực, khí tài Nga trong ngày 22 tháng 12. Ngoài ra, các đơn vị của lực lượng tên lửa Ukraine cũng tấn công 4 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự, hai sở chỉ huy và một kho đạn dược của Nga. Trong một phát ngôn, chính phủ Hà Lan cho biết, nước này sẽ cung cấp 18 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine để hỗ trợ nước này đối phó với lực lượng Nga. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết, Tôi đã thông báo với tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về quyết định của chính phủ Hà Lan trong việc chuẩn bị 18 máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên để chuyển giao cho Ukraine. Việc cung cấp F-16 là một trong những nội dung quan trọng nhất của các thỏa thuận đã được ký kết về hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Rut cũng cho biết quá trình chuyển giao máy bay chiến đấu vẫn đang chờ Bộ Ngoại giao Hà Lan cấp phép, cũng như phụ thuộc vào việc đáp ứng các tiêu chuẩn về nhân viên và cơ sở hạ tầng ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Hà Lan sẽ đưa ra quyết định dựa trên các quy định xuất khẩu vũ khí của Liên minh châu Âu. Ông Rutte không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho những quyết định này, nhưng chính phủ Hà Lan cho biết việc thông báo chính thức có thể giúp dự trữ kinh phí và nhân lực để chuẩn bị giao máy bay. Một chỉ huy quân sự và cũng là nghị sĩ của Ukraine thừa nhận, triển vọng quân đội nước này giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga rất thấp. Do vậy, Kiev cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cụ thể, báo Times of London, Anh Ngày 22 tháng 12, dẫn lời ông Roman Kostenko, người chỉ huy một đơn vị ở mặt trận Kherson, nhưng cũng là một nghị sĩ quốc hội Ukraine, thừa nhận, giờ đây chuyển vọng giành chiến thắng trên chiến trường gần như là không thể, xung đột có thể kéo dài nhiều năm nữa, Nga có đủ nguồn lực cho kịch bản này. Ông Kostenko cũng nhấn mạnh, hiện tại không có bất cứ loại vũ khí nào có thể tác động mạnh đến kết quả của cuộc chiến. Theo ông, kể cả tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ viện trợ hay máy bay chiến đấu F-16 mà một số nước phương Tây cung cấp cũng chỉ có thể giúp chúng ta đạt được sự ngang bằng. Ông lưu ý thêm rằng Nga có hàng trăm máy bay chiến đấu hiện đại hơn. Theo viên chỉ huy này, mục tiêu thực tế hơn với Ukraine là giữ vững quyền kiểm soát lãnh thổ hiện nay, hạn chế thương vong, trong khi tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào các mục tiêu của Nga. Ngoài khó khăn về nhân lực, Ukraine cũng đang đối mặt với thách thức cạn kiệt vũ khí, trang thiết bị quân sự khi phương Tây bắt đầu dè dặt hơn với những gói viện trợ mới dành cho Kiev. Esvria Toslav Yuras, một nghị sĩ của Ukraine, bình luận, chúng ta vẫn hy vọng điều tốt nhất, nhưng cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là thực tế. Israel thông báo, quân đội nước này đã kết thúc truy quét các cơ sở ngầm của Hamas ở phía Bắc và chuyển sang tập trung vào các hoạt động ở phía Nam giải Gaza người phát ngôn quân đội israel ông daniel hagari cho biết quân đội israel đã phát hiện mạng lưới cơ sở hạ tầng ngầm được các lãnh đạo hamas sử dụng ông cũng cho biết đã tìm thấy nhiều vũ khí và tài liệu tình báo đề cập đến các hoạt động trên bộ của quân đội israel ông hagari thông tin thêm đợt truy quét các cơ sở khủng bố ngầm của hamas ở phía bắc giải gaza đã kết thúc chúng tôi sẽ vô hiệu hóa và phá hủy tất cả cơ sở hạ tầng tại các vị trí chiến lược của hamas chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hoạt động này ở phía nam giải gaza trong hôm 20 tháng 12, tờ world Street Journal dẫn lời các quan chức Ai Cập đưa tin Hamas đã từ chối đề nghị của Israel về việc ngừng bắn trong một tuần để trao đổi hàng chục con tin. Ngày 22 tháng 12, quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ tại Gaza, cho biết sẽ đưa thêm lực lượng chiến đấu đến phía nam Khan Yunis, đồng thời yêu cầu người dân tị nạn rời khỏi trại tị nạn al burein Cả hai địa điểm trên trước đây được công bố là khu vực an toàn dành cho người tị nạn từ phía bắc Gaza, quân đội israel đã hối thúc các cư dân ở albrey trung tâm giải gaza di tản về phía nam ngay lập tức khi hy vọng về bước đột phá trong các cuộc đàm phán tuần này ở ai cập nhằm mục đích thuyết phục israel và phong trào hồi giáo hamas nhất trí một lệnh ngừng bắn mới ngày càng giảm sút các cuộc không kích pháo kích và giao tranh được báo cáo xảy ra trên khắp lãnh thổ palestine theo truyền thông phương Tây, quân đội Israel đã tập kích ít nhất 3 địa điểm ở Gaza, nơi họ đã ra lệnh cho dân thường sơ tán đến, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh đầu tiên giữa Israel và Hamas kết thúc hồi đầu tháng này. Trong thông báo ngày 22 tháng 12, Cơ quan Y tế Giải Gaza cho biết 390 người Palestine đã thiệt mạng và 734 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel vào giải đất này trong 48 giờ qua. Thông báo cũng cho hay, đến nay ít nhất 20.057 người Palestine đã thiệt mạng và 53.320 người bị thương ở giải Gaza kể từ khi xung đột israel hamas bùng nổ vào ngày 7 tháng 10. Vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về xung đột israel hamas kêu gọi viện trợ quy mô lớn cho giải Gaza nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói và dịch bệnh trên người. Được biết, nghị quyết không yêu cầu đình chỉ các hoạt động thù địch đều bị Mỹ phản đối. Washington cũng nhất quyết đòi loại bỏ một điều khoản cho phép Liên Hợp Quốc độc quyền kiểm soát việc vận chuyển nhân đạo vào giải Gaza. Vì vậy, nghị quyết của Hội đồng Bảo an chỉ kêu gọi tạo ra các điều kiện để chấm dứt những hành động thù địch một cách bền vững. Trước đó, Hội đồng Bảo an đã hoãn bỏ phiếu về xung đột tới 4 lần, trước khi một phiên bản sửa đổi của nghị quyết được đưa ra vào tối ngày 21 tháng 12 trong đó chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết có thể ủng hộ văn bản này nếu nó loại bỏ một số điều khoản theo mong muốn của họ. Tất cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an hôm 22 tháng 12 đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết do các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất soạn thảo. Ngoại trừ Mỹ và Nga, cả hai nước thành viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an này đều bỏ phiếu trắng. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield giải thích, Washington rất ủng hộ nghị quyết trên, nhưng bỏ phiếu trắng vì nó không có bất kỳ sự lên án nào đối với vụ đột kích đẫm máu của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10, vốn châm ngòi cho cuộc xung đột hiện tại. Trước phát ngôn của bà Linda, đại sứ Nga Vasily Nebenja cáo buộc Mỹ đã vô hiệu hóa nghị quyết khiến quân Do Thái hoàn toàn có quyền tự do hành động. Giải thích về việc Moscow chọn bỏ phiếu trắng, ông Nebenya cho biết, nếu tài liệu này không được một số quốc gia Ả Rập ủng hộ, tất nhiên chúng tôi sẽ phủ quyết nó. CNN dẫn thông báo ngày 22 tháng 12 của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, một lính do Thái đã thiệt mạng và một binh sĩ khác bị thương nặng vì vụ tấn công xuyên biên giới của nhóm vũ trang Hezbollah từ Liban vào gần thị trấn Stula ở miền bắc Israel lực lượng phòng vệ israel cho biết đã bắn trả hezbollah đồng thời nã pháo vào các khu vực ở liban được xác định là nguồn hỏa lực nhắm vào israel theo các quan chức do thái một máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ israel cũng tấn công cơ sở hạ tầng của hezbollah và một địa điểm quân sự của nhóm được biết hezbollah đã ra tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tập kích vào lãnh thổ israel nhóm tiết lộ đã thực hiện đòn tấn công trực tiếp bằng tên lửa và pháo binh nhằm ủng hộ người dân palestine Hezbollah coi khu vực Somera gần thị trấn Stula là ngôi làng Liban bị chiếm đóng. Sau khi Israel thâu tóm kiểm soát vùng này vào năm 1948, nhóm thống kê đã mất 121 tay súng kể từ khi gia tăng các vụ đụng độ với quân đội Do Thái ở miền nam Liban vào ngày 8 tháng 10. Ngày 22 tháng 12, Nhà Trắng cáo buộc Iran dính líu sâu vào các vụ tấn công tàu thuyền thương mại gần đây ở trên biển đỏ. Đây là cáo buộc mạnh mẽ nhất của Washington về vai trò của Tehran trong vụ việc, và hiện phía Tehran chưa có phản hồi. Theo lời của người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Andrew Watson, dựa trên các thông báo tình hình do nước này thu thập được, Iran đã cung cấp thiết bị máy bay không người lái, tên lửa và tình báo chiến thuật cho Houthi, lực lượng ở Yemen, để tiến hành các cuộc tấn công tàu thuyền trên biển đỏ trong thời gian qua. Bà Watson khẳng định, chúng tôi, tức Mỹ biết Iran dính líu vào việc lên kế hoạch nhắm vào tàu thương mại trên biển Đỏ, chúng tôi không có lý do nào để tin rằng Iran đang nỗ lực thuyết phục lực lượng Houthi chấm dứt hành vi khiêu khích đó. Hiện phía Iran chưa đưa ra phản ứng trước cáo buộc trên. Trong vài tuần gần đây, lực lượng Houthi đã tấn công một số tàu thuyền thương mại trên biển Đỏ, gây gián đoạn các hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế. Lực lượng này cho biết đây là hành động phản đối các cuộc tấn công của Israel nhắm vào lực lượng Hamas ở giải Gaza và sẽ chưa dừng lại cho đến khi nào Israel ngừng tấn công giải Gaza. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.